Theo kế hoạch ban đầu, ông Guilherme Serrata được giao nhiệm vụ điều khiển trận đấu giữa Inter Miami và Orlando City. Nhưng vài giờ trước khi trận đấu diễn ra, tổ chức trọng tài chuyên nghiệp đã quyết định thay ông Serrata bằng Jaime Herrera. Lý do trọng tài Serrata không được điều khiển trận đấu này được cho là nằm ở tấm hình đăng tải trên tài khoản X có tên là MLS RefStars, chụp lại khoảnh khắc vì trọng tài này khoác lên mình chiếc áo đấu của Inter Miami. Trả lời ESPN, người phát ngôn của Pro, cơ quan phân công trọng tài điều hành các trận đấu tại MLS cho biết, trọng tài Serrata không được phân công nhiệm vụ nữa vì có khả năng sẽ tạo ra xung đột tiềm ẩn. Nói cách khác, việc trọng tài Serrata khoác áo Inter Miami dẫn đến nghi vấn rằng ông là cổ động viên của đội bóng này. Mà như vậy, điều đó có thể dẫn đến những quyết định thiên vị, từ đó làm ảnh hưởng đến tính công bằng của trận đấu. Trong trận đấu giữa Inter Miami và Orlando City vừa kết thúc vào sáng nay theo giờ Việt Nam, đội bóng của Messi đã giành được chiến thắng đậm 5-0, trong đó Messi lập một cú đúp, Suarez cùng góp hai pha lập công. Hiện tại, Inter Miami đang dẫn đầu bảng xếp hạng miền Đông tại MLS 2024 với 7 điểm. Hôm qua, khi tham dự Paris Fashion Week, Georgina Rodriguez đã vô tình tiết lộ thời điểm Ronaldo sẽ giải từ sự nghiệp cầu thủ. Cụ thể, khi trả lời câu hỏi khi nào Ronaldo giải nghệ, người mẫu này cho biết, anh ấy sẽ thi đấu thêm một năm nữa rồi kết thúc, có lẽ là 2 năm nữa, tôi cũng không biết. So với tương lai của Ronaldo được quan tâm trong tuần lễ thời trang Paris, vì Ronaldo được nhắc đến nhiều trong sự kiện này dù không có mặt. Như đã biết, Georgina Rodriguez đã tham dự sự kiện với trang phục đặc biệt. Nhà thiết kế Guram Gvasalia của hãng Vetements đã thiết kế cho Georgina Rodriguez bộ váy độc nhất vô nhị. Bộ váy màu đỏ in số 7 có chữ ký của CR7 được Guram thiết kế trên cảm hứng ở thời kỳ đầu tiền đạo này khoác áo Man United. Đây là trang phục dành riêng cho Georgina Rodriguez để tôn vinh Ronaldo. Vào thời điểm được vinh danh trên sàn catwalk tại Paris, Ronaldo đang chuẩn bị lên đường tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tham dự AFC Champions League. Al Nasser sẽ gặp Al Ain tại lượt đi vòng tứ kết diễn ra vào lúc 23 giờ đêm mai. Ronaldo sẽ có trận đấu tái xuất sau khi anh bị treo giò trong trận hòa Al Hazim ở vòng 22 Saudi Pro League. Salah đã bỏ lỡ chiến thắng 1-0 của Liverpool trước Nottingham Forest vì chấn thương gân kheo. Trước đó, cầu thủ người Ai Cập gặp chấn thương khi phục vụ đội tuyển quốc gia tham dự AFCON vào tháng 1. Chân sút 31 tuổi đã trở lại trên bàn ghế dự bị trong chiến thắng 4-1 trước Brentford vào tháng trước. Tuy nhiên, sau khi vào sân, Salah ngay lập tức tái phát chấn thương và bỏ lỡ 4 trận gần đây nhất của Liverpool. Vào thứ Sáu vừa qua, trong buổi họp báo trước trận gặp Nottingham Forest, Jurgen Klopp cho biết Salah có thể trở lại tập luyện vào tuần sau. Tuy nhiên, ông không rõ khi nào cầu thủ người Ai Cập bình phục hoàn toàn. Salah là ngôi sao quan trọng bậc nhất của Liverpool. Vì vậy, để tránh rủi ro, Liverpool đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Ai Cập không triệu tập Salah. Tuy nhiên, huấn luyện viên đội tuyển Ai Cập Hossam Hassan vẫn điền tên Salah vào danh sách tập trung cho loạt trận quốc tế vào cuối tháng này. Liên đoàn bóng đá Ai Cập đưa ra thông báo: chúng tôi đã nhận được thư ngỏ từ Liverpool yêu cầu miễn trừ Mohamed Salah không được tập trung sắp tới vì chấn thương của anh ấy. Và ngày trước chúng tôi đã triệu tập Salah cho các trận đấu sắp tới. Chúng tôi có quyền triệu tập bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào miễn là trong thời điểm diễn ra các trận đấu quốc tế. Và vấn đề có đưa Salah vào sân hay không là tùy thuộc vào quyền quyết định của huấn luyện viên Hossam Hassan. Cuộc xung đột giữa Kylian Mbappe và huấn luyện viên Luis Enrique đã đạt đến đỉnh điểm. Truyền thông Pháp tiết lộ Mbappe sẽ bị cấm cửa thi đấu từ đây cho đến hết mùa giải. Lý do là vì Mbappe đã ký hợp đồng với Real Madrid. Mbappe bị Luis Enrique thay ra trong 2 trận liên tiếp gần đây khi PSG hòa với Anh với tỷ số 1-0 và sau hiệp 1 trận hòa 0-0 với Monaco trên sân khách. Nhà báo Santi Auna của tờ Foot Mercato tiết lộ việc Mbappe thi đấu với vai trò trong thời gian tới đây đều bỏ ngỏ, thậm chí là có thể bị ngồi chơi xe nước cho đến hết mùa. Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi từng tuyên bố nếu biết được Mbappe ký hợp đồng với Real Madrid, cầu thủ này sẽ không còn khoác áo đội bóng nước Pháp nữa. Có khả năng điều này đã xảy ra vì sau khi Mbappe thông báo ra đi vào cuối mùa hôm 7 tháng 2 và cam kết thi đấu hết mình trong phần còn lại của mùa giải. Những các diễn biến gần đây cho thấy đã có một điều gì đó xảy ra. Hiện nay, PSG cần phải khôn ngoan tận dụng những gì đang có, kể cả Mbappe, nhằm chinh phục các danh hiệu. Trong đó, đấu trường Champions League là tham vọng lớn nhất. Mbappe cũng cho thấy quyết tâm của anh, đó là muốn chia tay PSG trên đỉnh cao vinh quang. Trong những ngày tháng ngồi ngoài, Neymar vừa điều trị chấn thương, vừa tham gia các hoạt động giải trí. Mới đây, Neymar đã có mặt xem giải đua xe F1 ở chặng đua Bahrain. Cũng tại Bahrain, Neymar đã tiết lộ với ESPN về nguyện vọng tương lai. Tiền đạo này cho biết bản thân muốn thêm một lần nữa được thi đấu bên cạnh Messi. Tôi và Messi làm đồng đội một lần nữa sao? Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội để làm điều đó. Tôi mong mình có thể khoác chung màu áo với anh ấy thêm một lần. Anh ấy là một con người rất vĩ đại. Ai cũng biết điều này cả. Tôi nghĩ rằng Messi đang hạnh phúc ở Inter Miami. Và nếu như anh ấy hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc lây. Neymar từng có 2 lần làm đồng đội với Messi. Cả hai từng khuynh đảo những sân cỏ châu Âu, với đỉnh cao là chiếc vô địch Champions League 2015 cùng Barcelona. Sau đó, cả hai tiếp tục gặp lại nhau trong màu áo của PSG nhưng không đạt được thành công. Năm 2023, Neymar gia nhập Al Hilal nhưng phải ngồi ngoài không lâu sau đó vì chấn thương. Tiền đạo người Brazil gặp chấn thương nghiêm trọng trong ngày hội quân cùng đội tuyển quốc gia và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Chỉ kiến Greenwood đi bóng và ghi bàn ấn tượng trong trận Getafe hòa Las Palmas ở vòng 27 La Liga. Nhiều cổ động viên Man United đã kêu gọi đưa Greenwood trở lại để thay thế cho Anthony. Phút 14 từ đường chuyền dài của Diego Rico, Greenwood pha bay việt vị vượt qua cầu thủ môn Alvaro Valles rồi sút bằng chân phải vào khung thành trống để nhân đôi cách biệt cho Getafe. Trận này, Getafe dẫn 3-1 khi bước vào giờ nghỉ. Thế nhưng họ để cho Las Palmas gỡ 2 bàn trong hiệp 2. Trên mạng xã hội X, nhiều cổ động viên Man United suýt xoa với bàn thắng của Greenwood và lấy đó làm tiêu chuẩn để so sánh với kỹ năng dứt điểm yếu kém của Anthony. Sau khi hoàn tất việc sở hữu 27,7% cổ phần Man United, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe cho biết đội bóng sẽ xem xét lại sự việc và đưa ra quyết định mới về tương lai của Greenwood. Nhưng theo truyền thông Anh, tiền đạo 22 tuổi không muốn trở lại Old Trafford. Phía Getafe sẵn sàng giữ chân Greenwood bằng cách mua đứt hoặc tiếp tục mượn cầu thủ này trong mùa giải 2024-2025. Trong khi đó, Anthony gây thất vọng kể từ khi gia nhập Man United với mức giá cao thứ 2 lịch sử câu lạc bộ sau Paul Pogba. Theo nhật báo Tây Ban Nha Ficahes, Man United sẵn sàng bán Anthony với mức phí chuyển nhượng phân nửa giá mà họ đã mua từ Ajax. Real Madrid và Valencia vừa tạo ra một trận đấu gây tranh cãi tại sân Mestalla. Trọng tài Hugh Manzano là trung tâm cho những tranh cãi khi quyết định của ông khiến Real Madrid đánh mất 2 điểm theo cách không thể cay nghiệt hơn. Trong thời gian bù giờ, trọng tài mất tới 2 phút để kiểm tra bàn thắng, nhưng khi bóng còn đang ở trên không sau quá tạt của Brahim Diaz, trọng tài Manzano đã thổi còi mãn cuộc. Lẽ đó, bàn thắng của Jude Bellingham không được công nhận. Các cầu thủ Real Madrid phản ứng vô cùng dữ dội. Sau trận đấu, Vinicius bức xúc khi đội nhà không thể giành chiến thắng. Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Sau khi bị thủng lưới 2 bàn, chúng tôi đã vùng lên tìm kiếm 2 bàn gỡ. Nhưng đáng tiếc thay, Real Madrid không thể có được chiến thắng vì trọng tài có lẽ không muốn điều đó xảy ra. Al Nasser cho biết sau trận đấu, ban huấn luyện của Valencia đã tìm tới Vinicius và có hành động gây gổ. Lời khiêu khích này đã châm ngòi cho cuộc xô xát giữa hai bên.